Thưa quý độc giả, hiện nay nhu cầu nhà ở của người dân ngày càng tăng cao, đặc biệt là tại các khu trung tâm đô thị. Nắm bắt được nhu cầu của thị trường, các cá nhân doanh nghiệp đã đua nhau lập dự án bất động sản để bán hoặc kinh doanh cho thuê. Cùng với việc gia tăng nhu cầu nhà ở và mở rộng chính sách đầu tư xây dựng và phát triển nhà ở tại Việt Nam, hoạt động kinh doanh các loại nhà ở, trong đó có nhà ở hình thành trong tương lai, trở nên sôi động. Chương trình tư vấn pháp luật được phát định kỳ vào 6:30 sáng thứ năm hàng tuần trên báo Tây Ninh Online với chủ đề Những vấn đề pháp lý cần biết khi mua nhà ở thương mại, với sự tham gia của luật sư Nguyễn Thị Loan Thảo, đoàn luật sư tỉnh Tây Ninh. Ngọc Nữ xin cảm ơn luật sư Loan Thảo đã dành thời gian để tư vấn một vấn đề rất là thực tế và nhiều người quan tâm trong chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn Ngọc Nữ. Xin chào độc giả báo Tây Ninh Online. Thưa luật sư có thể cho quý độc giả báo Tây Ninh Online biết thế nào là nhà ở hình thành trong tương lai? Thưa quý độc giả, trước hết khái niệm nhà ở hình thành trong tương lai cũng như là khái niệm nhà ở về luật thương mại thì cụ thể là được hiểu là nhà ở hình thành trong tương lai là nhà ở đang trong quá trình đầu tư xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng. Tại thời điểm ký kết hợp đồng mua bán nhà ở vẫn chưa được hình thành và chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Ví dụ như chúng ta mua một căn hộ trong một chung cư. Vâng, thưa luật sư, như vậy điều kiện để nhà ở hình thành trong tương lai được giao dịch như thế nào? Thưa quý độc giả, điều kiện để nhà ở hình thành trong tương lai được đưa vào giao dịch thì sẽ thỏa mãn một số điều kiện như sau. Theo quy định tại Điều 55 Luật Kinh doanh Bất động sản, khi mua bán nhà ở hình thành trong tương lai, cần đủ các điều kiện như sau. Thứ nhất là có giấy tờ về quyền sử dụng đất, nghĩa là đã được chủ đầu tư giao đất hoặc cấp đất để thực hiện dự án đầu tư. Thứ hai, có hồ sơ dự án đầy đủ, có nghĩa rằng là chủ đầu tư đã được cấp phép đầu tư hoặc là có văn bản phê duyệt về chủ trương đầu tư. Thứ ba là có thiết kế bản vẽ phi thi công, nghĩa là chi tiết quy hoạch về cái thiết kế 1 trên 500. Điều kiện thứ tư là có giấy phép xây dựng đối với toàn bộ công trình. Thứ năm là đối với nhà ở chung cư, nhà ở hỗn hợp mà mục đích để ở thì phải thỏa mãn điều kiện là phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó. Và nếu mà đối với nhà ở thấp tầng liền kề thì phải có văn bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Cụ thể thì tất cả những cái đó là một cái điều kiện để được đưa vào giao dịch. Phần thứ sáu là ngoài ra thì còn có cái văn bản của sở xây dựng về xác nhận nhà ở đủ điều kiện để giao dịch. Thứ bảy là chủ đầu tư phải có một ngân hàng thương mại đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng để đảm bảo là chủ đầu tư phải bàn giao dự án đúng theo cái yêu cầu của khách hàng như đã cam kết. Khi ký hợp đồng thì chủ đầu tư phải gửi kèm một bản sao cho khách hàng. Đây là quy định bắt buộc về cái bảo lãnh của ngân hàng. Thứ tám là tại thời điểm mà chuyển nhượng thì những cái dự án sẽ đã không bị thế chấp, không bị kê biên để đảm bảo thi nén hoặc là không là tài sản thế chấp đảm bảo cho ngân hàng mà phải được giải chấp trước khi đưa vào mua bán. Và điều kiện cuối cùng là khi mua thì khách hàng nên tìm hiểu những cái thông tin của dự án ở sở kế hoạch đầu tư hoặc là ở sở xây dựng, ở ban quản lý dự án để tìm hiểu thông tin. Đồng thời khách hàng cũng nên thực địa để kiểm tra cái tiến độ dự án của chủ đầu tư cũng như là các công trình về hạ tầng giao thông, công viên vân vân để bảo đảm rằng các điều kiện mà được chuyển nhượng sẽ không bị vô hiệu nếu thiếu một trong các điều kiện trên để tránh rủi ro cho khách hàng. Thưa luật sư có thể tư vấn cho quý độc giả biết những rủi ro tiềm ẩn mà người mua nhà ở hình thành trong tương lai có thể gặp phải là gì ạ? Đối với câu hỏi của Ngọc Nữ và kính thưa là bạn đọc của báo Tin Ninh Online, nhà dự án mà chưa được phép triển khai
nhưng chủ đầu tư vẫn bán. Cụ thể là giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án và thiết kế bản vẽ thi công chưa được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Dự án chưa đủ điều kiện huy động vốn nhưng đã rao bán, thể hiện ở việc bắt đầu nhận cọc đặt chỗ, thậm chí chủ đầu tư ủy quyền cho đơn vị môi giới hoặc các công ty con đứng ra ký hợp đồng nhận tiền của bên mua khi chưa đủ điều kiện huy động. Điều này nhằm giảm trách nhiệm của chủ đầu tư, nhưng đây lại là hành vi pháp luật nghiêm cấm. Dự án chậm bàn giao, chủ đầu tư bàn giao nhà không đúng thời hạn mà không muốn bồi thường, trì hoãn kéo dài. Dự án bị chuyển nhượng, chủ đầu tư không cấp giấy chứng nhận cho người mua. Trong trường hợp này, chủ đầu tư có thể vì lý do nào đó nhưng không nghiệm thu được công trình do xây dựng trái phép, chưa thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, chưa hoàn thành thủ tục pháp lý theo đúng trình tự, dẫn đến không thể cấp giấy chứng nhận cho bên mua. Hành vi lừa dối khách hàng, như là một số chủ đầu tư khi mà được ngân hàng bảo lãnh thì ngân hàng sẽ yêu cầu chủ đầu tư mở tài khoản tại ngân hàng được bảo lãnh để nhằm kiểm soát cái nguồn tiền của khách hàng mua nhà chuyển vào, để tránh việc chủ đầu tư sử dụng vốn không đúng mục đích, sau này dẫn đến rủi ro cho khách hàng. Ngoài ra thì một số chủ đầu tư làm ăn không lành mạnh, như là khuyến khích các khách hàng mua nhà trả bằng tiền mặt, hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân, hoặc chuyển vào tài khoản của doanh nghiệp mở tại một ngân hàng khác mà không phải là ngân hàng đã cam kết bảo lãnh cho chủ đầu tư, nhằm mục đích để chủ đầu tư dễ dàng rút vốn và bỏ trốn, hay là sử dụng vốn không đúng mục đích, dẫn đến sau này tiến độ bàn giao nhà ở không đúng dự toán và dẫn đến thiệt hại cho khách hàng. Cho nên tuyệt nhiên là khách hàng cần phải hiểu rõ việc khi ký cam kết bảo lãnh đối với chủ đầu tư, đối với ngân hàng, thì khách hàng nên chuyển vào tài khoản của ngân hàng được bảo lãnh cho chủ đầu tư, tuyệt nhiên không trả tiền mặt và không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để tránh rủi ro cho mình sau này. Thưa luật sư, trên thực tế hiện nay thì không ít những trường hợp người dân mua nhà ở rơi vào những trường hợp như luật sư vừa nêu, thậm chí họ trở thành những nạn nhân của những vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Như vậy thì luật sư có thể có những cái lời khuyên nào cho quý độc giả trong chương trình ngày hôm nay? Xung quanh cái vấn đề này, thì từ những cái vấn đề vừa nêu, thì tôi xin có những cái lời khuyên như sau. Có lẽ quý độc giả đã có cái nhìn sơ bộ về những rủi ro của việc mua bán nhà ở hình thành trong tương lai. Song hành với lợi nhuận cao thì mức độ rủi ro cũng không hề nhỏ. Như vậy, nếu không kiểm tra hoặc kiểm tra không đủ các điều kiện như trên, thì lời khuyên của chúng tôi là không nên mua. Còn nếu đã mua, đã ký hợp đồng khi chưa đủ điều kiện nêu trên, thì nên làm việc lại với chủ đầu tư và yêu cầu họ cung cấp bổ sung đầy đủ. Đồng thời hỏi chủ đầu tư về khả năng thực hiện dự án và hoàn thiện bàn giao căn hộ đúng hạn hay không, nhằm điều chỉnh hợp đồng văn bản đã ký cho phù hợp với thực tế, tránh bị chủ đầu tư chiếm dụng vốn trái phép, không được nhận nhà đúng hạn mà còn phải mất thời gian, mất tiền bạc, điều kiện để khởi kiện các vụ án như trên. Vâng, xin cảm ơn luật sư rất nhiều. Thưa quý độc giả, vừa rồi là phần tư vấn pháp luật của luật sư Nguyễn Thị Loan Thảo với chủ đề Những vấn đề pháp lý cần biết khi mua nhà ở thương mại. Qua buổi tư vấn pháp luật hôm nay, chương trình mong người dân có thêm thông tin tham khảo về những vấn đề liên quan đến việc mua nhà ở thương mại, nhằm hạn chế những rủi ro có thể xảy ra, cũng như tìm giải pháp phù hợp với quy định pháp luật khi đã lỡ mua nhà ở thương mại mà phát hiện có những điểm bất thường. Một lần nữa xin cảm ơn luật sư Loan Thảo đã dành thời gian tư vấn cho quý độc giả trong chương trình hôm nay. Xin cảm ơn Ngọc Nữ. Xin cảm ơn quý độc giả. Thưa quý độc giả, chương trình tư vấn pháp luật của báo Tin Ninh Online hôm nay xin được khép lại tại đây. Chương trình mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý độc giả. Xin thân ái, chào tạm biệt.